Min nhá, sắp tới có kỳ thi học sinh giỏi của khu tập thể. Mình phải thi đấu để lấy giải, để lấy điểm cộng vào lớp 1. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Hôm nay mà sau khi mà tích phân thì ôn tốt rồi. Bùa đỏ rồi. Hình giải tích nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, nguyên hàm ổn chưa? Rồi, số phức ổn chưa? Rồi, số nguyên được chưa? Số nguyên tố? Rồi, ok, thế bây giờ mình ôn một ít hình nhá. Đây, con bút màu này. Bạn Minh nhìn thấy bảng. Đầu tiên ôn tập hình đầu tiên. Hình gì đây? Chính xác. Yeah. Một điểm. Tiếp theo nào. Bạn Minh nhìn vào đây. Tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Hình vuông. Yeah. Tiếp tục nào. Con nhìn vào đây, cái này khó này. Hình bình hành có 1 góc vuông. Bố mượn cái bút đỏ ra. Nào, Minh nhìn vào đây. Hình bình hành có 1 góc vuông. Hình gì đây? Yeah. Tốt lắm. Tiếp theo, hình này quen hơn này. Tứ giác có 2 cạnh đối song song. Hình thang. Yeah. Tiếp tục này, hình này là hình cuối cùng nhá. Hình gồm các điểm cách điểm O cho trước một khoảng không đổi R. Yeah. Con phải cố gắng lần này thi, bố luyện cho con một vài cái này rồi. Con phải lấy giải học sinh giỏi của khu tập thể để lấy điểm cộng lớp 1 nhá. Cố lên. Yeah. Rồi.